Kính chào quý vị và các bạn. Mời các bạn nghe bản tin tiếp theo trên kênh Phố Nối TV. Xin gửi tới các bạn những thông tin cập nhật về giá cà phê sáng nay, ngày 3 tháng 8 năm 2021. Chúc các bạn ngày mới vui vẻ và gặp nhiều may mắn. Các bạn xem video hãy ủng hộ miễn phí cho kênh một like và một đăng ký kênh. Xin chân thành cảm ơn các bạn rất nhiều. Thưa quý vị và các bạn, kết thúc phiên giao dịch sáng nay theo giờ Việt Nam, giá cà phê trên thế giới ở hai sàn phái sinh tiếp tục sụt giảm. Trên sàn London, giá cà phê Robusta ở kỳ hạn giao tháng 9 năm 2021 giảm thêm 33 USD trên tấn, với mức giảm là 1,85% và xuống mức giao dịch là 1.753 USD trên tấn, tương đương với mức giá là 40.100 đồng 1 kg. Ở kỳ hạn giao tháng 11 năm 2021, giá cà phê giảm thêm 35 USD trên tấn, với mức giảm là 1,94% và xuống mức giao dịch là 1.766 USD trên tấn, tương đương với mức giá là 40.400 đồng 1 kg. Các mức giảm đáng kể, khối lượng giao dịch duy trì ở mức khá cao trên mức trung bình. Tương tự đối với giá cà phê Arabica trên sàn New York, ở kỳ hạn giao tháng 9 năm 2021, giảm 6,75 sen với mức giảm là 3,76%, xuống giao dịch ở mức là 172,8 sen trên pound. Kỳ hạn giao tháng 12 giảm đi 6,7 sen trên pound với mức giảm là 3,67%, xuống giao dịch ở mức là 175,75 sen trên pound. Các mức giảm mạnh, khối lượng giao dịch duy trì ở mức rất cao trên mức trung bình. Thưa quý vị và các bạn, giá cà phê thế giới phiên đầu tuần tiếp đà giảm. Nguyên nhân vẫn do thông tin sương giá ở các vùng cà phê miền Nam Brazil được dự báo chỉ gây thiệt hại ở mức tối thiểu. Trong tháng 7, hai sàn cà phê chứng kiến biến động giá rất mạnh đã giúp đưa giá cà phê nội địa lên mức cao nhất trong niên vụ này. Vị chuyên gia Nguyễn Quang Bình nhận định diễn biến tiếp theo trong tuần này chưa cho phép giá tìm lại đỉnh ấy. Thậm chí đầu tuần giá cà phê London còn chỉnh theo kỹ thuật đảo hướng và giá có thể xuống tiếp. Về tình hình giá cà phê trong nước sáng nay, khu vực các tỉnh Tây Nguyên và miền Nam, theo ghi nhận, giá cà phê sáng nay đã giảm từ 400 đến 500 đồng trên 1 kg. Các đại lý thu mua ở mức từ 35.600 tới 36.600 đồng 1 kg. Tại tỉnh Lâm Đồng, giá cà phê tại khu vực huyện Lâm Hà, thành phố Bảo Lộc thu mua với mức giá là 35.700 đồng 1 kg. Khu vực huyện Di Linh, giá cà phê là 35.600 đồng 1 kg. Giá cà phê tại tỉnh Đắk Lắk sáng nay được thu mua ở mức từ 36.300 tới 36.500 đồng 1 kg. Khu vực huyện Cư Mờ Ga có mức giá là 36.500 đồng 1 kg. Tại khu vực huyện Ea Hờ Leo và thị xã Buôn Hồ, giá cà phê là 36.300 đồng 1 kg. Giá cà phê tại tỉnh Gia Lai, khu vực thành phố Pleiku và huyện Ea Grai, mức giá là 36.300 đồng 1 kg. Tại khu vực huyện Chư Rông, giá cà phê sáng nay là 36.200 đồng 1 kg. Giá cà phê tại tỉnh Đắk Nông, khu vực thành phố Gia Nghĩa, mức giá cũng được thu mua là 36.300 đồng 1 kg. Và tại khu vực huyện Đắk Đờ Lấp, giá cà phê là 36.200 đồng 1 kg. Tại tỉnh Kon Tum, khu vực ở huyện Đắk Hà, sáng nay ghi nhận mức giá là 36.300 đồng 1 kg. Tại tỉnh Đồng Nai, sáng nay cũng ở mức là 36.300 đồng 1 kg. Và giá cà phê tại tỉnh Bình Dương, mức giá là 36.600 đồng 1 kg. Đối với giá cà phê loại 1 giao tới cảng thành phố Hồ Chí Minh, ghi nhận ở mức giá là 37.800 đồng 1 kg. Cũng theo ghi nhận của chúng tôi thì hiện giá cà phê tại công ty thu mua ở mức là 36.500 đồng 1 kg. Thưa các bạn, vào tháng 8 năm 2021, rủi ro sương giá vùng cà phê Brazil vẫn còn, nhưng mùa đông Brazil đang ngắn lại. Nếu thời tiết không bất chắc, giá cà phê tìm lại thế đi cân bằng và phần quyết định lên thị trường sắp tới, không nặng về thời tiết mà chính là tồn kho tại các nước tiêu thụ. Các bạn vừa nghe những thông tin cập nhật giá cà phê ngày 3 tháng 8. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.